Ý, nguyên một con Lego khi đi toilet luôn nè các bạn ơi. Để mình phá hủy nó nha. Đây có gì đây? Quái vật cameraman nè các bạn ơi. Mình phá hủy nó nha. Wow các bạn ơi. Đây là con quái vật cameraman nè các bạn ơi. Để mình phá hủy nó nha. Ôi, wow các bạn ơi. Wow, các con Lego Biscoman nè các bạn ơi. Phá hủy nó nào. Bạn, wow. Đây là con quái vật cameraman nè các bạn ơi. Mình phá hủy nó nha. Wow các bạn ơi. Wow. Bạn, wow các bạn. Wow các bạn ơi. Gì đây? Wow. Đây là con quái vật Titan Biscoman các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phá hủy nó nha. Các bạn, wow, cái gì đây các bạn? Ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? Wow, những chiếc xe nhỏ. Ô, nó đụng ngã zombie luôn các bạn ơi. Wow, chiếc xe này ghê các bạn. Kì, đó nó đang đụng zombie luôn các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, kì. Wow, nó đụng ngã một chiếc xe đó, nó ủi hết cái chiếc xe luôn. Wow, no. Oh no, rồi ngã. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow, các bạn ơi, ở đây có cái gì đây? Ui, nguyên một con Lego Kitty Toilet luôn nè các bạn ơi. Để mình phá hủy nó nha. Mình đã phá hủy nó rồi các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, ở đây có cái gì đây? Wow, các bạn ơi, có một chiếc xe MC Win nè các bạn ơi. Chở theo rất là nhiều chiếc xe ô tô luôn. MC Win đang đội một cái nón nhìn rất là đẹp luôn hả các bạn ha. Ui, các bạn ơi, ở đây có cái gì đây các bạn? Ui, một con quái vật cameraman nè các bạn ơi. Mình phá hủy nó nha. Rồi các bạn ơi, ở đây có cái gì đây? Ui, nguyên một chiếc xe chở thú đang chở theo chiếc các bạn ơi, để mình coi đây là trái gì đây các bạn. À đây trái chanh các bạn ơi. Rồi còn đây là trái gì các bạn? À đây trái chuối. Còn đây là trái gì đây các bạn? À đây trái cà tím nè các bạn ơi. Còn đây là trái gì các bạn? À trái dâu. Wow, chiếc xe chở thú nhìn đẹp ha. Ui các bạn ơi, ở đây có cái gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, đây là con quái vật cameraman nè các bạn ơi. Để mình phá hủy nó nha. Wow, xong rồi các bạn ơi. Ui, ở trên này có cái gì đây các bạn? Wow, đây là con quái vật zombie nè các bạn ơi. Ồ, nó rất là dữ luôn. Ui các bạn ơi, tự nhiên nó nhảy ra luôn các bạn. Nè. Ồ, giáo sư tiến sĩ nè các bạn ơi. Đây bây giờ mình gắn lại nha các bạn ơi. Ồ, rồi bây giờ nè. Ui trời, nó nhảy nữa các bạn ơi. Ui, nó nhảy vô đây có gì đây các bạn ơi? Wow các bạn ơi, đây là một con quái vật cameraman nè các bạn ơi. Bây giờ mình phá hủy nó nha. Xong rồi các bạn ơi. Ui, ở đây có cái cần cẩu các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lắp ráp cho chiếc xe các bạn. Đó, mình đã sửa chữa xong chiếc xe cần cẩu các bạn ơi. Wow, ở đây có cái gì đây các bạn ơi? Ô các bạn ơi, một chiếc xe ui cát nè các bạn ơi. Một chiếc xe ui cát màu xanh nước biển rất là đẹp luôn nha các bạn. Ồ, ở đây có cái gì đây các bạn ơi? Wow các bạn ơi, một chiếc xe container luxury truck nè các bạn ơi. Chở theo một chiếc xe lửa nè các bạn ơi. Hai chiếc xe lửa nha bạn. Wow, rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi, đi lên đây các bạn ơi. Ô các bạn ơi, thôi đây là một con Lego Biscoman nè các bạn ơi. Phá hủy nó nào. Đó, mình đã phá hủy rồi các bạn ơi. Wow, có chiếc xe gì đẹp dữ vậy các bạn? Wow, chiếc xe này xe gì đẹp dữ vậy ta? Wow các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô container nè các bạn ơi. Chở theo một chiếc xe cẩu múc cát nè các bạn. Đó, xe cẩu múc cát nhìn đẹp chưa? Rồi còn đây là chiếc xe gì đây các bạn? Ha, một chiếc xe cảnh sát màu xanh nước biển nè các bạn. Wow, xe rất là đẹp luôn nha các bạn. Ui các bạn ơi, ở đây có cái gì đây các bạn? À, đây là cái đầu con khủng long nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha. Ok, xong rồi. Wow, một chiếc xe khủng long ba sừng nha bạn. Có cái chuồng thú nè, rất là ngầu luôn nha. Bây giờ mình sẽ nhốt con quái vật này lại nha bạn. Ồ, nhốt qua lại các bạn ơi. Wow, xe rất đẹp luôn. Ui các bạn ơi, bên này có cái gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, đây là con quái vật cameraman nè các bạn ơi. Mình phá hủy nó nha. Đó, mình đã phá hủy nó rồi các bạn ơi. Rồi ở đây có cái gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, một chiếc xe đua nha các bạn. Xe đua nhìn siêu ngầu luôn, màu vàng nha các bạn. Một xe ô tô này màu xanh nước biển nha. Rồi còn đây. Wow các bạn ơi, một chiếc xe container nè các bạn ơi. Xe container chở theo xe đua máy bay trực thăng nè các bạn. Chở theo một chiếc xe cứu thương nè các bạn ơi. Một chiếc xe cứu thương màu đỏ nữa. Wow, chiếc xe này có màu xanh nước biển nhìn rất đẹp luôn. Wow các bạn ơi, ở đây có cái gì đây? Wow các bạn ơi, ở đây có một con khủng long nè các bạn ơi. Đó, con khủng long dữ chưa? Rồi, còn đây là con khủng long nữa nè các bạn. Rồi ở đây. Wow các bạn ơi, một chiếc xe container màu vàng nè các bạn ơi. Biển số xe là 688 nha. Đó, rất đẹp luôn nha. Ui, ở dưới này có một con khủng long nữa nè các bạn. Đó, rất là ngầu luôn. Wow các bạn ơi, ở đây có cái gì đây? Wow các bạn ơi, một con quái vật mắt lòi nè các bạn ơi. Wow, con quái vật mắt lòi nhìn ngầu chưa, hàm răng rất là dữ luôn. Ôi các bạn ơi, ôi, tự nhiên con nó nhảy ra các bạn ơi. Nè, con của nó cũng mắt lòi luôn đó các bạn. Nó nhảy ra các bạn. Đây bây giờ cho nó vô cái vỏ lại nha các bạn. Nó cầm theo cây cột điện nè. Ôi trời, nó nhảy ra nữa các bạn ơi. Wow, trời ơi, ghê dữ các bạn. Cái con của nó nhảy ra ghê các bạn ơi. Nè nhìn nè các bạn ơi, đó, nó cầm theo cây cột điện dữ chưa. Ôi ơi, nó nhảy ra nữa các bạn ơi. Wow, cái đứa con nó nhảy ghê các bạn ha. Rồi để đây các bạn ơi. Ê, ở đây có gì đây các bạn ha? Đây là cái cọc mút cát nè. Bây giờ mình lắp ráp vô các bạn. Wow, đẹp chưa các bạn ơi. Rồi ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, một chiếc xe buýt nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe Cubus nhìn đẹp ha các bạn ha. Phía trước là chỗ lái xe nè các bạn. Đó, wow. Ui các bạn ơi, trời, chiếc xe Cubus này tự nhiên nó sáng đèn nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Wow, nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó, wow, chiếc Cubus này hoạt động hay ha các bạn ha. Nè, đó, đó, nó khởi động lên nữa các bạn thấy chưa? Wow, rất là ngầu luôn nha các bạn. Rồi chạy chiếc xe Cubus này ra nào. Wow các bạn ơi, ở đây có cái gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, một con khủng long nè các bạn ơi. Wow, con khủng long nhìn ngầu chưa nè các bạn. Đó, cái vây sừng của nó nè các bạn ơi. Rồi còn cái này là gì đây các bạn? Ui, cái này là cái móc kéo nè. Bây giờ mình lắp giáp vô đây nè các bạn. Đó, rồi còn đây là gì đây các bạn?
Ôi các bạn ơi, đây là cái chuồng thú đang chở theo một con khủng long nè các bạn ơi. Đó, rồi còn này gì đây các bạn? Ôi các bạn ơi, ở trong này chở theo một con cọp nữa nè các bạn. Đó, rất là dữ luôn nha các bạn. Nè. Wow, các bạn ơi, ở đây có hộp gì đây? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe container ngầu chưa nè. Đó, cái đầu container màu đỏ nha, có cái còi xe nè, có vô lăng nữa các bạn. Xe này có kính nhìn rất đẹp luôn nha. Ui, chở theo một chiếc xe ô tô, hai chiếc xe ô tô. Dưới này có hai chiếc xe ô tô nữa nè các bạn ơi. Đó, móc kéo màu xanh nước biển nhìn rất đẹp luôn. Rồi, cho xe chạy lên đây nè, cho xe chạy đây nè. Nè. Wow các bạn ơi, ở đây có cái gì đây? Wow, đây là cái đồ trộn bê tông. Ô các bạn ơi, ở trên chiếc xe trộn bê tông có cái gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, đây là con quái vật Titanic Command các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phá hủy nó nha. Mình đã phá hủy nó rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình lấy cái đồ trộn bê tông các bạn, mình sẽ lắp vô đây nè các bạn. Rồi, đó, xong rồi các bạn ơi, mình đã sửa chữa xong chiếc xe trộn bê tông. Ở trong này có anh lơ xe nè các bạn ơi. Đó, có kính xe nè các bạn. Rồi ở trong này có anh tài xế đang ngồi điều khiển xe nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe trộn bê tông siêu ngầu luôn các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có hộp gì các bạn? Wow các bạn ơi, đây là một chiếc xe cảnh sát nè các bạn ơi. Wow, xe cảnh sát chở theo hai chiếc xe ô tô các bạn. Một chiếc nè, hai chiếc nè, rồi một chiếc xe mô tô nè, hai chiếc xe mô tô nè. Wow, xe cảnh sát có đèn xe cảnh sát nè các bạn. Ô, ở đây có chú cảnh sát nè các bạn ơi. Wow, xe biển số xe là 899 nha. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có hộp gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe luxury truck nè các bạn ơi. Màu xanh nước biển nhìn rất đẹp luôn nha. Rồi chở theo một chiếc xe lửa nè, hai chiếc xe lửa nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe container này nhìn đẹp ha các bạn ha. Rồi bên này các bạn ơi. Wow, đây là cái gì đây các bạn? Ô, các bạn ơi, có một chiếc xe này là xe công nông nè các bạn ơi. Đây là cái móc kéo nè bạn. Wow, chiếc xe công nông có móc kéo nhìn đẹp chưa các bạn? Rồi ở đây có một chiếc xe container siêu nhọn chở theo rất là nhiều chiếc xe đua luôn nè các bạn ơi. Một chiếc xe đua, hai chiếc xe đua, ba chiếc xe đua, bốn chiếc xe đua luôn các bạn. Rồi các bạn ơi, cái này là cái gì đây các bạn? À, cẩu bút cát nè. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô đây các bạn. Đó rồi, ok xong rồi các bạn ơi, mình đã sửa chữa xong chiếc xe cẩu bút cát. Ở trong này có anh tài xế đang ngồi điều khiển xe nè. Wow, ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, một chiếc xe container chở theo một chiếc xe ô tô, hai chiếc xe ô tô, ba chiếc xe ô tô. Wow, cái móc kéo màu vàng nhìn rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi sửa chữa lại chiếc xe trộn bê tông này các bạn. Đây một bánh xe các bạn ơi, tiếp theo thêm một bánh xe đây nữa các bạn. Ok xong rồi. Wow các bạn ơi, chiếc xe trộn bê tông này bị lủng một lỗ. Bây giờ mình sẽ bỏ xe vô các bạn ơi. Nè, bỏ những chiếc xe vô các bạn, bỏ những chiếc xe vô. Đâu, trộn bê tông. Wow, hay chưa các bạn ơi? Wow, chiếc xe trộn bê tông siêu ngầu luôn các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có hộp gì các bạn? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe container các bạn ơi, siêu dài luôn nè các bạn ơi. Rockway đó, xe này xe đua đường trường đó các bạn. Nè, ở đây có thiết kế lướt gió nhìn rất là ngầu luôn. Đây là những cái đèn xe đó các bạn ơi, ống khói xe nè. Đó, xe ngầu chưa các bạn? Nè. Rồi, bây giờ sửa chữa chiếc xe cổng các bạn ơi. Đây, gắn bánh xe vô các bạn ơi. Một bánh xe nè. Tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn ơi. Ok, xong rồi. Wow các bạn ơi, chiếc xe cần cẩu siêu ngầu luôn các bạn ơi. Đó, cái cần cẩu bự chưa các bạn ơi? Đó, ở đây có anh tài xế đang ngồi lái xe nè các bạn ơi. Đó, anh đang làm việc nè các bạn. Wow, chiếc xe này bự quá các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì đây? Đây là chiếc xe ben siêu bự luôn các bạn ơi. Lắp ráp bánh xe vô nha các bạn. Đây, một bánh xe nè các bạn ơi. Tiếp theo thêm bánh xe đây nữa các bạn. Đây, ok xong rồi. Wow, bự quá các bạn ơi. Nè. Wow các bạn ơi, ở đây có hộp gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe container. Wow, cái đầu xe container nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Đây là móc kéo nè. Ui, ở đây có dụng cụ sửa xe nữa nè các bạn. Rồi còn đây là chiếc xe ben nè các bạn ơi. Còn đây là xe cẩu múc cát nè các bạn ơi. Đó, múc cát nè. Wow, bây giờ mình sẽ lấy dụng cụ sửa xe nha. Bây giờ mình sẽ tháo ráp bánh xe này nha các bạn. Gỡ bánh xe này ra các bạn ơi. Đó, hay chưa? Đó, mình đã gỡ bánh xe ra rồi nè. Wow, chiếc xe này có dụng cụ sửa xe rất là hay luôn ha các bạn ha. Bây giờ sửa chữa lại chiếc xe rác này nha các bạn. Đây, một bánh xe nè. Tiếp theo thêm bánh xe nữa đây các bạn ơi. Ok, xong rồi. Wow, chiếc xe chở rác có nắp thùng rác bự chưa nè các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ xe vô các bạn ơi. Đó, xe chở rác sẽ chở những chiếc xe ô tô nha các bạn. Ồ, nhiều chưa các bạn ơi? Wow, hãy nắp thùng rác lại. Nè. Rồi, các bạn ơi, ở đây có cái gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cẩu múc cát siêu ngầu luôn. Để bây giờ mình mở rồi các bạn. Nè. Wow, các bạn ơi, một chiếc xe cẩu múc cát nè. Đó, bự chưa các bạn? Nè, có cái độ điều khiển ở đây các bạn ơi. Wow, đẹp chưa các bạn? Xe này ngầu chưa các bạn ơi? Nè, có cái gầu múc cát bằng sắt nè các bạn ơi. Để bây giờ mình khởi động lên coi các bạn. Đây, wow các bạn ơi, mình khởi động lên, xe sáng đèn ngoài sau nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Còn đây là cái độ điều khiển. Khởi động lên các bạn ơi. Wow các bạn ơi, khi mình khởi động lên, chiếc xe có khói phun ra nè các bạn. Ở đây có cái đèn nhìn rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình bấm thử nút này các bạn. Wow các bạn ơi, cái nút này là điều khiển cái gầu múc cát nè các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ mình bấm nút này các bạn. Wow, cái nút này cũng điều khiển cái gầu múc cát luôn các bạn ơi. Wow, hay nha các bạn. Wow, hay. Rồi bấm nút này các bạn. Ủa các bạn ơi, cái nút này là xoay cái cần cẩu múc cát các bạn ơi. Rồi bấm nút này các bạn. Wow, xoay cái cần cẩu múc cát ngược lại nè các bạn ơi. Chiếc xe này rất là hay luôn nha các bạn. Ủa các bạn ơi, cái nút này là nút xe di chuyển nè các bạn ơi. Xe di chuyển nè, đó, hay chưa bạn? Wow, mình đang điều khiển chiếc xe nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe này chạy hay chưa nè các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, nó đang tấn công những chiếc xe nhỏ các bạn ơi. Kìa. Đó, nó đang tấn công những chiếc xe nhỏ. Ô, nó đụng ngã zombie luôn các bạn ơi. Wow, chiếc xe này ghê các bạn. Kìa, đó, nó đang đụng zombie luôn các bạn ơi. Wow, ghê
ơi, chưa các bạn ơi. Ồ, nó đang tấn công vào những chiếc xe bên này các bạn ơi. Kìa kìa kìa. Wow, nó đụng ngã một chiếc xe nữa rồi. Kìa kìa kìa, nó đang tấn công ở bên này nè các bạn ơi. Đó. Oh my god. Đó, đâu 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 các bạn ơi. Kìa 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 kìa, nó đang làm gì các bạn ơi? Kìa. Đó. Oh, nó làm ngã thêm một chiếc xe nữa rồi. Đó, nó đang làm gì đây bạn ơi? Kìa. Oh, đâu. Ồ các bạn ơi, kìa nó đang làm gì các bạn ơi? Nó đang định lấy cái ngọn cát của nó làm gì đây? Oh, đâu. Đừng mà. Ôi đâu các bạn ơi, nó làm ngã chiếc xe này luôn rồi. Rồi nó đang qua đây nó tấn công những chiếc xe bên này nữa các bạn. Ồ, ghê chưa. Ồ, nó làm ngã những chiếc xe rồi. Oh my god. Trời ơi, chiếc xe này nó mạnh quá các bạn ơi. Nè, đó, nó ủi lên cái chiếc xe luôn. Wow, no. Đừng. Wow my god. Ủa mấy chiếc xe luôn rồi, nó làm gì đây nữa đây? Oh no, nó đụng mấy chiếc xe này nữa. Oh my god, trời ơi, chiếc xe này ghê quá các bạn ơi. No. Oh no, rồi ngã thêm một chiếc xe nữa rồi các bạn ơi. Không được rồi. Rồi các bạn ơi, nó đang bị mắc kẹt hay sao các bạn ơi? Rồi các bạn ơi, chiếc xe này đã bị mắc kẹt rồi các bạn ơi. Nó đã phá hủy hết những chiếc xe của mình rồi. Thôi bây giờ mình phải về nhà ăn cơm, học bài, bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.